Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay nhà mình có nướng thịt heo các bạn ơi. Thịt heo ốp mật ong. Thơm quá. Nướng với mình ha. Thì người nhà mới mới nướng cho mình ăn nè mọi người. Thịt nướng này là nướng mật ong. Ngon quá. Chiều nay mình lên Trà Vinh ghé cái quán ở gần chợ Đầu Bờ, vô mình mua bánh xèo các bạn. Bánh xèo vào đó bán rất là ngon luôn. Mình nhớ ngày xưa mình ghé đó mình ăn có một lần mà mình nhớ tới bây giờ luôn á. Ngày xưa bán chỉ có 5.000 một cái thôi mà giờ chắc lên 30-40 luôn. Bánh xèo và làm rau này kia rất là ngon luôn. Nãy mình có ghé đó, mình hỏi bà chủ quán coi còn bán hay không. Thì bà nói bà còn bán. Mình xin mình quay phim. Bà cho nhưng mà bà nói không có cho ngồi ăn tại chỗ. Bị dịch Covid quá thành ra bà không có cho ngồi ăn tại chỗ, sợ bị phạt. Ngon quá. Thịt mà mình ốp mật ong nướng ăn rất là ngon luôn quý vị ơi. Thịt này nhiều lắm, mình ăn chắc không hết đâu, cắt thêm miếng nữa. Ngon quá. Để mai mốt mình mua ba rọi về các bạn, nướng mới đã, có mỡ có thịt. Thịt không ăn ăn cũng ngán, mau ngán. Thì tới đây mình sẽ đi khám phá những cái quán ở ở ven ở gian đường đó các bạn.
kiếm quán nào ngon ngon mình vô mình quay cho cả nhà xem ha. Mình mua về mình ăn thôi chứ bây giờ dịch Covid quá mình không có ngồi tại chỗ được các bạn, nguy hiểm lắm. Cả nhà xem kênh nhớ like và share ủng hộ mình nha. Rồi máy bay mọi người nha, máy bay cả nhà, hẹn gặp lại video ngày mai.